Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Chuyện Nhà Hiền GB Cuộc Sống Nhật. Rồi, mình đi câu nha, sáng là 7 giờ là xuất phát rồi đó mọi người. Tân 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 chạy trên con đường này hả? Là đây là đường chuẩn bị đi qua bên đây, mé bên bên tay phải mọi người là sẽ là biển á. Mà tại vì sao nó sâu ở dưới thành ra là Hiền quay không có tới. Đây đây đây, đây tới biển đây. Đó mình sẽ đầu câu bên cái đảo bên đó đó. Bây giờ mình phải đi vòng một vòng qua cái cầu xong rồi mới tới nha. Thì tại sao là quyết định đi câu là tại vì bây giờ là Nhật, ở bên Nhật này là bùng phát dịch rất là nhiều mọi người. Thành ra là buộc lòng là phải thôi thôi tránh tránh kiếm chỗ nào tránh dịch đó. Đó, trước khi đi câu là hôm qua là phải chuẩn bị đi mua đồ câu cá rồi nè. Đó, ở bên đây là chỗ này là đồ, đây là gọi là mồi câu. Bên này sẽ được đóng đá lại nha mọi người. Rồi, đó xong rồi là chẳng tầm 9 giờ ngày hôm nay là tụi em tới nơi rồi. Tới nơi là ông xã sẽ bắt đầu ung đồ nghề ra. Còn em thì em dọn đồ ăn. Đây, giờ là đây là lưới câu của ông xã, còn lưới câu hồng hồng đó là của em đó. Đây biển đó mọi người, bên kia là cũng có cái đảo trắng lại. Mình câu là mình sẽ câu trên cái thành này, cái thành người ta trắng 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 sóng với trắng gió cho mé bên trong á. Anh này ngồi trên cái gọi là cái thành, cũng phải cái thành nhỉ, cái bờ đê nhỉ. Đã, người ta xây bằng vậy đó mọi người. Ở đây là những cái tàu của người 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 đánh cá, người ta đậu trong này, người dân trong này đó. Mình có thể thuê mình đi câu được luôn á, mà chưa biết giá như thế nào. Đây bây giờ ông xã mình đang là trộn trộn mồi lại nha. Cái này gọi là ông không biết nó là cái gì luôn, nói chung là giống như là cá mà cá khô người ta xay ra cho có mùi mùi thơm, mùi 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 dụ dụ cá đó, mọi người. Đây, đây là bột pha vô luôn, cũng là cám. Cám ha. Xong cái này cũng là một loại đó, trộn luôn đó, Hiền cũng không biết nó là gì nữa, ông xã đi mua ông xã lựa thôi. Cái này là lúa mạch. Đấy, xong cái này là cám gạo nè, cái này thì biết nè, cái này cám gạo thì biết. Đó, thế là trộn trộn lên, điện cái xong sẽ để tôm vào. À, tôm đã đông đá thì hôm qua nó về là rã đông ra đó. Một phần á là mình sẽ để riêng một phần như thế này để mà tí nữa là móc đi trong cái lưỡi câu. Còn một phần tôm còn lại là mình sẽ trộn vào trong cái phần mồi của mình luôn. Đây ông xã đang trộn. Mình trộn khô trước nha mọi người. Sau đó là mình bắt đầu mới múc nước biển nè, lấy nút nước để mà trộn vô cho nó sệt sệt lại. Nước là hôm qua là nó đang hiện tại là nước đang cạn thành ra lấy lên là khó lắm. Đó, xong rồi là bây giờ là bỏ vô là trộn tiếp. Trộn cho nó thành một cái hỗn hợp sệt sệt lại luôn á. Lúc này trộn cực lắm á. Đây, nó sẽ ra như thế này. Đó, xong bên đây là cái cây này là cái cây quăng mồi. Cái cây là một hồi cái cục mồi nó sẽ bỏ nó quăng ra ngoài biển để mà nhụ dụ dụ cá lại á mọi người. Đây, còn dưới đây là mồi tép để mà hồi móc lưới câu. Đấy, đã chuẩn bị sẵn sàng. Rồi thì bắt đầu mình thực hiện mình câu thôi. Đây là ông xã đang câu, ông xã mình câu cũng lâu rồi, thành ra là cũng nói chung là cũng biết mấy một loại câu này, thành ra là cũng cũng gọi là mượt tay lắm. Còn Hiền á, Hiền làm Hiền mới câu ngày hôm nay luôn á, không có biết đường câu luôn, quăng cái cục quăng cũng không được luôn. Đây, cái này là ông xã đang dụ mồi nha. Cá đầu tiên là phải gọi là quăng ba cục mồi xuống vòng vào vòng vòng xung quanh, xong rồi mình sẽ quăng ngược lại cái lưỡi câu của mình á, mình quăng ngược xuống dưới chỗ cái vị trí mà mình vừa với ném ba cục mồi á mọi người. Đó thì mình sẽ ném xung quanh đó cho cá nó sẽ bu lại, xong rồi con tép của mình bu lại thì con cá mình cần câu nó sẽ cắn con tép mình câu lưỡi câu á mọi người. Còn đây là hiện tại là đang có một con cá cắn lưỡi câu của ông xã mà mình không không có biết giật lên, nó đang ghì xuống á mọi người thấy không, với quyết quay hồi nó đâu mất tiêu à. Sóng dữ lắm mọi người, hôm nay gió với sóng nhiều lắm thành ra là không có quay được nhiều. Đâu rồi ta, không biết cái lưỡi câu nó đâu mất rồi nữa. Có dính, lần này là có dính mà con cá mắc cười lắm mọi người, xem con cá. Trời ơi, em cá em có chút xíu xíu mà em gị dữ lắm luôn á, em gị em kéo kéo xuống luôn vậy nè. Trời, đây. Đây Quách Thành Danh phiên bản Nhật Bản, phiên bản Nhật Bản. Đó. Lạnh lắm mọi người ơi, trời gió lạnh thì đâu có lên trên đâu rồi, đâu thì ngồi dưới này không mà phải chùm vậy, chùm khăn vừa nóng, vừa nắng mà vừa gió nữa, thành ra là ngồi dưới chùm lại kín mít luôn, mà mặc đồ là mặc đồ theo kiểu mà chùm mùa đông luôn á, vậy mà còn thấy là nơi lạnh lạnh. Ông xã ngồi trên là cũng thấy cũng ấn ấn lạnh luôn, cũng phải ngồi trên đó câu mé bên kia thì cá cá lớn hơn, còn trâu câu trong mé này là giống như là mé trong bờ thì ít cá. Nên mọi người nhìn Hiền hồng xíu nữa, mọi người nhìn thử Hiền quăng, con quăng cái cục mồi mà mắc cười lắm. Quăng ta nói cái này nó dính vô cái kia nó dính vô cái nọ. Mà sao hên, không biết làm sao mà
Hên sao đợt này quay lúc mà quay lại quăng được á chứ. Ơi quăng mà mọi người tưởng tượng một cái lưỡi câu mà nó móc ngược lên trên cái cần, ngồi cười không biết làm sao luôn. Đó, nhưng mà nói vậy thôi nha. Dở 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 chứ có mồi ngon thì cá vẫn có thể ăn được bình thường, vẫn bị dính câu nha. Đây thành quả của Hiền một em. Đây bạn cá lớn nhất ngày hôm nay ông xã câu được. Đó, theo giờ giống như là con cá mà con cá điêu hồng ở bên mình đó mọi người. Hiền hiền không phải nó gọi là con tiếng Nhật gọi là con chi nữ. Còn tiếng tiếng Việt mình thì không biết nó thuộc dạng cá biển nha mọi người. Đó, em lớn nhất đây. Được một con thôi, có một con này thôi đó. Nhưng mà gió quá thôi thì thôi dọn đồ đi về. Với lại cũng này tầm này là cũng đã gần 11 giờ trưa đó mọi người. Là đi câu là lúc vô là 9 giờ xoay 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 bắt đầu bài ra này kia nữa là cũng tới tầm là 10 9 giờ rưỡi mới bắt đầu mới xuống câu thì là rồi nghỉ ăn trưa một chút xíu nữa thành ra là cũng tầm cũng câu cũng cũng 2 3 tiếng đồng hồ lận á. Đây mình làm xong rồi mình sử dụng xong rồi thì mình sẽ rửa sạch sẽ lại cho người sau người ta sử dụng. Rồi hẹn dùng biển này tháng 8 khi quay lại câu tiếp nha. Sau đó là hai vợ chồng ghé nhà má chồng ké luôn bữa cơm tối. Đây em cá bự nhất đã đi nướng nha mọi người. Bên đây sẽ là chiên. Sau đó là má chồng đãi thêm là món là curry của Nhật nữa. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Hiền. Yêu thương và ủng hộ Hiền thì cho Hiền xin một kênh đăng ký nha.